chào bà con nha. Hôm nay thì bà con có dân thể 168 nè, gắn cái máy xăng. Đây gắn máy xăng quay chạy thôi. Cắt tiện. Nó nguyên bộ vậy đây, tháo gáp cũng dễ bà con. Tháo nhẹ ra. Thay 168 dành cho máy xăng. Con chuyên hút sâu để sao cái này. Nó lại khoảng 300-400 mét. Nguyên bộ nó có 3 triệu mấy rồi con ơi. Ngon lành luôn. Nó nguyên bộ nó gồm vậy rồi con về mua ống rồi xài thôi. Hay gọi là con chỏ đó, gắn vào đây để giữ nước lại. Lớp B hay người ta gọi là con chỏ là cái này đây. Lớp B gắn vô. Có lớp B đầy đủ nha. Rất tiện mà con, có lớp B luôn. Nhân thể 1.8 nhân cho máy xăng. Có con nào tưới vườn dạng ống đi xa là đây, dạng khoảng 300-400 mét rồi đây. Tiện nữa, con mua về tháo ra tháo vô cũng dễ, con rút này ra là găng ra nè. Tháo ra vô dễ, dạng bố ốc lại. Cũng dễ lắm.